tiền tiểu đường có chữa khỏi được không? Thì câu trả lời đây đó chính là có, nếu như mà chúng ta biết cách. Và khi mà phát hiện ra bị tiền tiểu đường thì đa số các cô bác là chúng ta cảm thấy vô cùng hoang mang và chúng ta cảm thấy lo lắng, đúng không ạ? Tuy nhiên thì chúng ta lại không biết rằng đây chính là một cái cơ hội để chúng ta có thể thay đổi, để có thể khắc phục sớm được, tránh nó tiến triển thành cái tiểu đường type 2 và tránh gặp phải những cái biến chứng nguy hiểm như là tổn thương võng mạc, nhiễm toàn ceton, rồi cả suy thận hay là suy tim nữa. Và hãy theo dõi hết cái video này để chúng ta sẽ biết được 3 cái bước để đảo ngược tiền tiểu đường, đưa nó về cái chỉ số bình thường nhé. Bước đầu tiên đó chính là chúng ta cần phải lựa chọn các loại thực phẩm khi ăn. Tinh bột và đường thì chính là những cái mà nó sẽ làm tăng cái chỉ số đường huyết của chúng ta. Vì vậy, mọi người chúng ta cần phải hạn chế các loại đồ ăn, đồ uống mà có chứa nhiều đường, chẳng hạn như bánh ngọt, kẹo, nước ngọt, rồi một số các loại trái cây mà nó quá ngọt ấy. Đặc biệt đó là cái tinh bột tinh chế, khi mà chúng ta ăn vào nó sẽ hấp thu rất là nhanh vào bên trong máu. Do đó, đối với những người mà chúng ta đang bị tiền tiểu đường mà muốn đưa về cái ngưỡng bình thường thì mọi người chúng ta cần phải hạn chế, không nên ăn quá nhiều cái tinh bột tinh chế này. Và cái tinh bột tinh chế thì nó có ở trong đâu ạ? Nó sẽ có trong các loại thực phẩm như là cơm trắng, bánh mì trắng, bánh pizza, bánh ngọt, phở, rồi bún, mì của chúng ta đấy. Thay vào đó thì chúng ta nên chọn các loại thực phẩm mà có chứa cái tinh bột phức tạp, tức là những cái loại tinh bột mà nó chưa qua tinh chế, chẳng hạn như là rau củ này, các cái loại ngũ cốc nguyên cám như là gạo lứt của chúng ta này, rồi các cái loại hạt đậu nữa. Những cái loại thực phẩm này thì khi mà chúng ta ăn vào nó rất là giàu cái chất xơ, vì vậy nó sẽ giúp chúng ta có cảm giác là no lâu hơn. Đặc biệt đó là cái tinh bột phức tạp có trong các cái loại ngũ cốc nguyên hạt như thế thì khi mà chúng ta ăn vào nó sẽ mất nhiều thời gian hơn để nó phân hủy thành cái glucose. Vì vậy nên cái glucose đấy nó sẽ hấp thu vào bên trong máu của chúng ta với một cái tốc độ chậm hơn, tức là nó vào từ từ bên trong máu thôi. Và chính điều này thì nó sẽ giúp ngăn ngừa cái việc mà tăng đường huyết đột ngột sau bữa ăn cho chúng ta rất là tốt. Tiếp theo cái bước số 2 đó là các cô bác chúng ta cần phải tập thể dục thường xuyên hay tập thể dục hàng ngày đấy. Thế thì cái việc tập thể dục thì không chỉ là giúp cho chúng ta là có thể là tăng được cái mức năng lượng này, giúp cho chúng ta là duy trì cái cân nặng hợp lý, tránh tình trạng là bị tăng cân béo phì, giúp cải thiện cái sức khỏe tinh thần, mà nó còn giúp cho chúng ta có thể làm giảm đi cái lượng đường trong máu bằng cách đó là nó sẽ tăng cái độ nhạy của cái insulin, chính là cái mà nó giúp kiểm soát cái đường huyết của chúng ta đấy. Và khi mà nó tăng cái độ nhạy của insulin thì cái điều này nó sẽ cho phép các cái tế bào trong cơ thể của chúng ta nó sử dụng cái insulin đấy để kiểm soát đường huyết một cách hiệu quả hơn. Thế thì theo Hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ, cái việc mà chúng ta tập thể dục nó có thể giúp làm giảm cái đường huyết lên tới 24 giờ sau khi tập. Và đối với các cô bác nào mà chúng ta không quen cái việc vận động hàng ngày, không quen cái việc mà tập thể dục hàng ngày, thì ban đầu khi mà mới tập thể dục, mọi người có thể là chọn các cái bài tập nhẹ nhàng thôi. Và mỗi buổi tập có thể kéo dài khoảng tầm 15 cho tới 20 phút. Rồi sau đó bắt đầu là vài ngày các cô bác chúng ta quen dần rồi, mọi người mới bắt đầu tăng dần cái cường độ tập lên. Và ở đây chúng ta nên đặt cái mục tiêu tốt nhất đó là cố gắng dành ra 30 cho tới 60 phút để chúng ta tập thể dục với cái cường độ vừa phải mỗi ngày. Và duy trì ít nhất đó là 5 ngày trong một tuần. Và các cô bác chúng ta có thể là chọn bất kỳ các cái bài tập nào, chẳng hạn như là đi bộ, đạp xe, chạy bộ, bơi lội, thể dục nhịp điệu, tập aerobic hay là chúng ta chơi một cái môn thể thao nào đó cũng được. Thì cái này mọi người có thể lựa chọn theo cái sở thích của chúng ta, miễn sao là chúng ta đặt mục tiêu đó là tập 5 ngày, ít nhất là đó là 5 ngày trong một tuần và mỗi buổi sẽ 30 cho tới 60 phút là được. Và cuối cùng cái bước số 3 của chúng ta đó chính là giảm căng thẳng stress. Bởi vì một số người là khi mà chúng ta bị căng thẳng stress ấy thì chúng ta sẽ có xu hướng là ăn nhiều cái đồ ngọt hơn để giải tỏa đi cái sự căng thẳng. Và chính điều này thì nó sẽ làm cho cái đường bên trong máu của chúng ta tăng cao và nó làm cho cái chỉ số đường huyết của chúng ta nó bị cao. Đặc biệt hơn đó là dù chúng ta là một người mà không có thói quen ăn vặt tí nữa, nhưng mà khi mà mọi người bị căng thẳng stress như vậy thì cơ thể nó vẫn có thể tự động nó tiết ra những cái hormone để nó kích thích cái hoạt động, kích thích cái nguồn năng lượng dự trữ bên trong cơ thể. Đặc biệt đó là cái glucose và cái chất béo. Bên cạnh đó thì khi mà chúng ta bị căng thẳng stress ấy, thì cơ thể nó sẽ bắt đầu nó tiết ra những cái hormone cortisol. Và nếu như mà nó tiết ra liên tục dài ngày thì nó sẽ gây tăng cái lượng đường trong máu của chúng ta, dẫn tới cái bệnh lý về tiểu đường. Vì vậy nếu mà thường xuyên chúng ta bị căng thẳng stress thì chúng ta làm sao cố gắng tìm ra cái nguyên nhân mà nó gây ra cái căng thẳng stress đó là do cái gì, và chúng ta hạn chế từ cái nguyên nhân đó. Đồng thời thì các cô bác chúng ta cũng có thể là tập yoga này, ngồi thiền này, hay là mọi người có thể là đi ra ngoài chúng ta hít thở cái không khí trong lành ở trong công viên để giúp chúng ta cảm thấy cái tinh thần nó thoải mái hơn, bớt đi cái sự căng thẳng stress. Thế thì đó chính là ba cái bước vô cùng đơn giản để chúng ta có thể đảo ngược tiền tiểu đường mà không cần phải dùng tới thuốc ngay tại nhà của chúng ta thôi. Và ở đây đầu tiên là chúng ta sẽ có là gì?
lựa chọn các cái loại thực phẩm khi mà chúng ta ăn. Thứ hai đó là mọi người cần phải tập thể dục hàng ngày. Và thứ ba đó là chúng ta phải giảm đi cái sự căng thẳng stress. Ngoài ba cái bước ở trên thì nếu như mà ai mà chúng ta đang bị thừa cân thì mọi người bắt đầu giảm cân đi. Ai mà chúng ta đang hút thuốc lá thì mọi người bỏ cái thuốc lá đi. Còn ai mà chúng ta hay thức khuya thì cố gắng đó là chúng ta đi ngủ sớm, ngủ đủ giấc mọi người nhé. Thì đấy, nó chính là những cái cách để giúp chúng ta đảo ngược được cái tiền tiểu đường ngay tại nhà. Hy vọng là cái video ngày hôm nay đã giúp cho mọi người chúng ta biết được những cái bước để chúng ta đảo ngược được cái tiền tiểu đường rất là đơn giản. Hãy giúp Diệp Sĩ Lan chia sẻ để cho nhiều người chúng ta cùng biết cách chúng ta khắc phục cũng như là bảo vệ cái sức khỏe của mình tốt hơn, phòng tránh các cái biến chứng xảy ra nhé. Cô bác nào mà chúng ta còn có những cái thắc mắc hay là mọi người cần tư vấn kiểm soát cái đường huyết của mình nó tốt hơn nữa, đấy, tư vấn sâu hơn nữa và đưa cái chỉ số tiền tiểu đường đấy nó về bình thường nhanh hơn, thì mọi người có thể là nhắn cho Diệp Sĩ Lan qua Facebook này, hoặc là cũng có thể là gọi điện nhắn tin qua cái Zalo trên màn hình, đó là 0981741388, thì Diệp Sĩ Lan sẽ hỗ trợ tư vấn cho mọi người nhé. Hẹn gặp lại các cô bác anh chị trong các video tiếp theo. Diệp Sĩ Lan khỏe hơn, vui hơn mỗi ngày. Chúc mừng các bạn đã xem hết video của Diệp Sĩ Lan ngày hôm nay. Để tránh bỏ lỡ các cái video tiếp theo, các bạn có thể đăng ký kênh của Diệp Sĩ Lan ở hình tròn chính giữa. Các bạn cũng có thể xem các cái video khác của Diệp Sĩ Lan ở phía bên tay trái và phía bên tay phải. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.